Mình quên mất không xóa video nên là bộ nhớ điện thoại nó đầy, nó đẩy đi, nó tự ngắt video. Đây mình quay lại lên đây, móc ba mũi lên đây đó, mình lên các mũi xích, một hai ba bốn năm sáu bảy, đến đoạn này là đoạn nối, 8 9 lên 9 mũi xích, sau đó mình móc vào đây. Kéo sợi qua. Chúng ta lại lặp lại như nãy giờ chúng ta vẫn làm. Kéo sợi qua. Cái kiểu này mà qua chúng ta mua được liên liên sợi vải dệt đấy ạ, ta móc thì đẹp lắm ạ. Nhìn nhầm rồi, nhầm đúng rồi, à, đúng rồi. Mình sẽ móc thêm hai chân nữa. Một hai, lại bên đây chúng ta lên 10 xích mà, hai bốn sáu tám chín à, một một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín, nãy mình lên 9 mũi à, thôi kệ. Hai ba bốn năm sáu bảy tám chín, ta chỉ cần đo ra hai bên bằng nhau là được. Mười đó, mình móc vào đây, chân đánh gió này móc vào trong này, hai bên bằng nhau. À, nãy mình lên vào đấy thì mình kéo sang rồi. Là 10. Mình kéo một sợi xích sang rồi nên là mình đếm cho tổng có khoảng 9. Đây các bạn kéo dây qua. Quên lên mà xích ra.
như là kiểu mộng mới nên là hay quên lắm ạ. Đây mà xích. Cho dạy qua lên mà xích ta cứ lặp lại đấy ạ. Mỗi chân là chúng ta sẽ móc một một mũi như thế. Lên mà xích. Nếu như các bạn không thích móc cũng như thế này ở trên thì chúng ta có thể móc một mũi móc đơn cũng được ạ. Chúng ta cứ thế lặp lại đến hết hết mặt hàng này là được rồi đấy. Mình không phải là người móc chuyên nghiệp cũng không phải là thầy cô giáo gì nên là mình móc có gì sai sót thì mong các bạn bỏ qua. Có gì không ai không ổn thì các bạn góp ý hộ mình để mình sửa chữa. Bây giờ đã là 12 giờ đêm mà ngồi mình không dám bật quạt vì là sợ.
bật quạt tiếng ồn, tiếng mình nói đã bé rồi, xong rồi là bật quạt nó thì ồn quá lại không nghe thấy gì. Nóng quá. Thôi mình bị bật cái quạt đi, nóng lắm. Ướt người rồi. Tí là phải tắm lại lần nữa rồi. Cái kiểu này thì nó hơi lâu tí, nhưng mà mình móc bằng sợi vải nên là sợi vải to thì nó cũng nhanh ạ, chứ không giống sợi liềm bé mình móc. Cái này móc thì hơi mất thời gian, nhưng mà sợi nó to nên là nó cũng không không lâu lắm đâu. Quan trọng là nó đẹp là thích đã, còn nó lâu thì không quan trọng. Quên. Chiều là nó không nó đẹp thì mình cho ra ngoài thôi, chứ mình sợ mình đi mua thì mình sẽ móc nó nhanh hơn ạ. Thank you.
mình đến đây là sẽ hết rồi. Là chúng ta bắt đầu lên từ đây. Đến đây mình sẽ cắt sợi. Nếu các bạn thích thì các bạn có thể móc thêm một hai hàng, một hàng vành nữa thôi. Chờ vào đây thôi. Cắt sợi. Biết kim có khâu vừa cái sợi này không? Giấu sợi vào như sợi nó không bị lộ. Mình đã xong chiếc túi họa tiết đan này. Bên đây của mình nó ngắn này nhỉ. À bên đây len của mình nó bé. Len của mình nó bé quá. Mình cắt nó không đều, bên đây to bên một bên to bên bé, bên đây to. Thế nên là hai bên nó không cân. Mà thôi chỉ cần cách móc là được, còn những cái khác không quan trọng. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người video sau. Nếu thấy kênh của mình hay thì đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu như các bạn thấy kênh của mình có gì đấy không ổn thì các bạn có thể góp ý với mình ở phần bình luận. Cảm ơn mọi người đã xem video. Tạm biệt mọi người.